Ai da, anh Hành gầy quá. Gửi bảo hành nguồn. Nguồn à. Nguồn Kingwell 1350W. Kỹ thuật test ok. Đóng vô nổ cái đụng. Nguồn này thì không nhận. Đây, nguồn này nổ đây. Có nốt nha. Sợ bảo hành quá. Rồi nguồn này kêu là test ok. Đây đóng vô. Gắn đầy đủ cáp. Hồi nãy kích nó lên. Bây giờ xả điện ra. Ok. Rồi mấy nguồn này giết chết mấy cái men này. Thêm cái nữa sao. Mở lên là ok. Kích nha mấy bạn ơi, mấy bạn bảo hành ơi, nghe cái nguồn mấy bạn kêu nha. Đó nó kêu cái tật một cái nghỉ chạy. Mấy bạn làm ơn tắt kỹ giùm cái nha mấy bạn. Đây bây giờ bị nổ quá rồi. Cái nguồn thứ năm gắn dây đây. Dây ha. Nguồn ra ha. Rồi đàng hoàng ok. Nổ quá. Bây giờ gắn cái này coi nó nổ không. Quay lại bóp cái bút chơi. Nó không nổ thôi. Ok. Bây giờ gắm vào. Hành quá nguồn. Nguồn 2 giờ sáng. Lần này mày mà nổ nữa là tao thề cho mày lên. Cho lên Facebook luôn. Mẹ hàng quá chịu đéo nổi. Rồi ok. Gắn nè. Chà cái nguồn này không ghi test chắc chạy được quá. Ok. Kích nguồn xem. Rồi. Má. Ôi rồi. Cũng vậy má ơi. Tới lại mấy cái nguồn này luôn.